Vào cuối tuần qua, Hội nghị Hội đồng điều hành Hiệp hội Luật gia các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38, gọi tắt là ALA, đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần họp đầu tiên của hội nghị sau khi cộng đồng kinh tế chung ASEAN chính thức được hình thành. Nhiều vấn đề về pháp luật được đặt ra để hội đồng xem xét và cân nhắc. Phát biểu tại hội nghị, ông Avelino Vigros, Chủ tịch Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN nhấn mạnh, hiện nay nền kinh tế ngày càng phát triển, cộng đồng ASEAN cũng được thành lập. Đây được xem là cơ hội để các hội luật gia trong khối ASEAN phát triển và gắn bó với nhau. Tuy nhiên, việc kinh tế phát triển sẽ thách thức ngành luật với những thủ tục biên giới trong ASEAN. Các quốc gia giờ đây không những phải giải quyết những vấn đề nảy sinh trong lãnh thổ đối với công dân của mình, mà còn rộng hơn. Vì vậy, những thành viên trong ALA cần phải phát huy mạnh mẽ vai trò của mình. Đồng quan điểm ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam cho biết, cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển và không thể thiếu hệ thống pháp luật thương mại phù hợp. Xét thấy tự do hóa việc hành nghề luật chưa được nhiều nước trong ASEAN thực hiện. Vì vậy, Hội đồng điều hành ALA đã thông qua một khuôn khổ hài hòa cho sự tự do hóa hoạt động ngành nghề luật tại tất cả các nước trong ASEAN, thành lập một ủy ban lâm thời với những nhiệm vụ nghiên cứu để xác định một khuôn khổ hài hòa. Hiệp hội luật gia các nước ASEAN được thành lập vào năm 1979, là một tổ chức phi chính phủ lớn ở khu vực Đông Nam Á, với sự tham gia của những người làm công tác pháp luật trong khu vực. Dự kiến, Hội nghị Hội đồng điều hành lần thứ 39 sẽ diễn ra tại Manila, Philippines.